thí sinh tra cứu kết quả thi bằng một trong ba cách. Cách thứ nhất, thí sinh tra cứu qua hệ thống quản lý thi bằng tài khoản đã đăng ký và được cấp theo hướng dẫn. Bước 1, thí sinh truy cập địa chỉ https://thisinh.thi.thptquocgia.edu.vn/ak/login. Bước 2, nhập số căn cước công dân, chứng minh nhân dân, định danh công dân và mã đăng nhập. Bước 3, nhấn vào phần tra cứu bên tay trái. Bước 4, nhấn vào tra cứu điểm và xem số điểm của mình. Cách thứ hai, thí sinh tra cứu qua website của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương sẽ cung cấp điểm tới thí sinh. Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo theo hướng dẫn cụ thể tại website. Cách thứ ba, thí sinh tra cứu qua các trang báo điện tử. Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi của mình tại các trang báo điện tử đã đăng ký tiếp nhận thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó có báo điện tử http://www.hanoitv.vn. Sau khi kết quả thi được công bố, thí sinh muốn phúc khảo cần nộp đơn xin phúc khảo từ khi biết điểm đến hết ngày 3 tháng 8.